Quyền xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay thì Quyền xin giới thiệu với cô chú, anh chị và các bạn một dòng TV tại Điện Máy Xanh Cầu Kè. Và hôm nay là TV phía sau Linh Quyền, đây là cái TV của Samsung. Đây là một trong những dòng TV có tính năng điều khiển giọng nói. Và mức giá hiện tại, giá mới của dòng TV này là 13.400.000 các bạn nha, 13.400.000. Và ngày hôm nay thì đây là cái TV giảm còn 9.980.000 là TV đã sử dụng nha. Khách xài mới được có tầm 1 tháng à, thì khách đã trả lại. Và ngày hôm nay thì Quyền muốn chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị và bạn nào đang cần một cái TV giá rẻ mà còn được bảo hành đến năm 2024 luôn. Rất là tuyệt vời, rất là yên tâm, Quyền bảo đảm về chất lượng của công ty TV này rất là ok nha. Và hiện tại Quyền đang hỗ trợ có thể giao hàng này trong tỉnh Trà Vinh nha. Đây là TV Samsung 55 inch có mã là 55UAU8100. Giá hiện tại là 9.980.000. Đây là TV đã sử dụng nha, nhưng mà được bảo hành đến ngày 15 tháng 10 2024 lận các cô chú anh chị bạn mình. Còn bảo hành rất là dài, mình xài thì rất là yên tâm. Cái TV đã sử dụng này nó khác gì với TV trưng bày mà trước đây Quyền đã quay. Tại vì TV trưng bày á thì hiện tại là chỉ được bảo hành 1 tháng thôi. Còn đối với TV đã sử dụng này thì được bảo hành tới ngày 15 tháng 10 2024. Thì đây là một cái điều khác biệt ha, được bảo hành chính hãng luôn nha các cô chú anh chị bạn. Đây là một trong những dòng TV 4K với độ sắc nét rất là đẹp. Và màn hình nè, nó dạng như màn hình tràn viền, rất là đẹp nha. Và có tính năng là điều khiển giọng nói luôn, kết nối được wifi nè. Mình có thể sử dụng được Bluetooth để kết nối qua các lo kéo như thế này. Các lo kéo như thế này thì mình có thể kết nối qua Bluetooth luôn, hoặc là kết nối qua dây thì chúng ta sẽ có cổng kết nối optical, và chúng ta có thể sử dụng gắn được USB, HDMI, vân vân. Đây là một trong những TV đến từ thương hiệu Samsung, rất là đẹp. Chân nó cũng rất là đẹp. Cái chân này thì giúp cho chúng ta tiện trong cái việc vệ sinh đó các bạn. Mình lau chùi nó rất là tiện. Và là chúng ta cũng có thể treo tường luôn. Đây là một trong những dòng TV mức giá rẻ hiện tại tại Điện Máy Xanh Cầu Kè nha. Hiện tại đang có một cái TV như thế này. Rồi, Quyền muốn làm video này gửi đến tất cả các cô chú anh chị và bạn nào đang quan tâm, đang tìm kiếm một cái dòng TV 55 inch, độ sắc nét cao và có một mức giá rất là rẻ là 9.980.000 thôi, so với giá mới chúng ta được tiết kiệm đến 26%. Và còn được bảo hành đến ngày 15 tháng 10 2024. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta rất là an tâm về chính sách bảo hành ở bên Điện Máy Xanh và cũng như là bên hãng ha các cô chú anh chị và bạn. Rồi, Quyền xin kết thúc video tại đây. Các cô chú anh chị bạn nào mà đang tìm một dòng TV hay là muốn tham khảo chi tiết dòng TV này thì hãy đến trực tiếp Điện Máy Xanh Cầu Kè để mà chúng ta có thể tham khảo ha. Rồi, Quyền xin kết thúc video tại đây. Chúc các cô chú anh chị bạn có một ngày tốt lành, thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn mình trong các video lần sau. Bye bye.